Hôm nay mình muốn thanh lý con chân số X7 Bose X7 nha các bác. Các bác con này thì mình chỉ xài bên FS không à. Nào giờ mình không có xài bên gì chứ, chỉ mình mua về mình làm FS rồi để mình xài cho bàn mixer. Bây giờ mình muốn thanh lý lại cho các bác nào muốn sử dụng á. Bose X7 với một con nữa là một con Miro. Miro này là của AT nha, AT 880F. Xài thì mình bắt trong tổ máy, bắt vô bắt ra thì nó cũng có hơi vết chày nha. Hai con này là mình chưa qua sửa chữa nha, chỉ là hàng nguyên zin thôi, tại mình không xài nên mình muốn thanh lý lại. Với một con quản lý nguồn AT AT8, mình được hai con quản lý nguồn lận, hai con mà mình thanh lý lại một con. Các bác muốn lấy con cũ thì mình bán con cũ, và các bác muốn lấy con mới thì mình bán con mới. Cái này mình mấy con này mình để trong tủ máy nha, chứ mình không có gỡ ra nha. Tại các bác nào mà muốn mua con nào thì mình mới mới mở gỡ ra con nấy nha. Chứ gỡ ra giục thì ở ngoài thì để tùm lum hết. Nên mình để đại trong tủ máy vậy đó. Rồi ai mua con nào thì mình bán con nấy. Con Bose X7 này là còn rất mới nha các bác, mình chưa vệ sinh qua nó nè, bụi còn đóng nè. Bụi lắm bụi, cái mặt là như là như hình như là không có một vết chày luôn á. Bọn Migo thì nó hơi có vết chày chút đỉnh, tại vì hàng cũ thanh lý thì cũng phải vết chày nha các bác. Nè, quản lý nguồn ATA8 nè. Mấy con này là hoạt động vẫn bình thường nha. Để mình ghim điện lên mình test thử cho các bác xem. Rồi mình mới ghim điện lên, mình bật nguồn lên nha. Nguồn đang chạy nha, đang chạy từ 1 đến 8. Nó chạy đủ rồi đó. Đây, mặt mũi con quản lý nguồn. Hồi mình khui hộp con quản lý nguồn mới của mình quay cho các bác xem. Các bác nào muốn lấy con cũ mình bán con cũ, muốn lấy con mới mình bán con mới. Đây nè, bộ Migo nè, 880F. Này là âm lượng lớn nhỏ của Miro nè, lớn nhất nó là 30 nha, nhỏ. Rồi thường mình để tầm 25 đổ xuống à, chứ mình không có để lớn, để lớn sợ Migo nó bể nè. Đây là con Bose 7, các bác xem mặt à, rất là mới luôn. Nó con này mình chủ yếu mình xài cái phép thôi, chứ mình không có xài qua cái gì hết. À, tay ở đây, tay này như chưa bắt nên nó không có chạy, vẫn hoạt động bình thường nha các bác. Chỉ mình thanh lý ba sản phẩm này, một là quản lý nguồn AT hoặc là cái quản lý nguồn mới. Rồi mình đập hộp mình quay cho các bác xem. Cái này là cái Migo, bộ Migo mình muốn thanh lý con này, nên mình nâng cấp lại con Migo cao cấp chút xíu để mình đi show với con gian số Bose 7. Con nhãn số Bose 7 này là nó hàng này là hàng
này nó mắc mắc hơn là cái hàng của thằng gian số X6 nha các bác. Gian số X6 thì cái hàng đó thì loại nó rẻ hơn thằng Bosa này. Bosa này thì nó hơi mắc hơn chút xíu. Như con gian số Bose X7 này thì mình thanh lý giá 2 triệu. 2 triệu cho các bác. Rồi con quản lý nguồn AT A8 này thì mình thanh lý cho các bác lại là 700. Rồi bộ Migo, để mình quay cái tay bộ Migo rồi mình báo giá cho các bác xem luôn. Rồi mình báo giá con quản lý nguồn mới luôn. Rồi các bác muốn lấy con nào thì mình thanh lý con nấy. Rồi mình quay bộ Miro cho bác xem cái nữa. Tắt. Đó, tắt từ cổng nha. Các bác xem mặt mày rất là đẹp nha. Rồi mình quay bộ micro cho bác xem nha. Đây là cái cặp mic của thằng AT880F nha anh em. Mình xài qua thời gian thì tai mic của mình cầm tới cầm lui thì nó có chày chút đỉnh nha. Nó chày nó hơi gỗ gỗ chút đỉnh. Nhưng nhìn vẫn còn đẹp nha anh em. Chưa đến nỗi nào nha. Em xem nè, chạy nước sơn chỉ vậy thôi. Cái này cái đầu của thằng Migo này thì mình không có xài đầu gin của nó nha. Cái đầu gin của nó thì tiếng nó hơi bọng hơn, như nó không có được dày tiếng á, nên mình xài của cái thằng cổ mít của thằng AT 680F. Bộ này hồi đó mình mua cũng 2,9 triệu. Cái bộ này thì mình mua mắc hơn nó tầm hơn 4 triệu nè. Cái đầu đinh của nó nè, lấy ăn cái cho anh em coi đó. Cái đầu đinh nên mình chê tiếng nó mỏng nên mình không có xài. Mình bán thì mình kèm theo cho anh em luôn một cái bộ đầu gin của nó luôn, với mình tặng thêm cho anh em là một cái cặp mic chống hú của Loja. Bộ này nếu mà anh em mua cũng tầm khoảng 200 ngàn mình tặng luôn. Với bộ này thì đầu này thì mình gắn ở trong Migo luôn, mình không có lấy lại. Như anh em mua bộ mic thì anh em được tặng thêm kèm thêm hai cái này nữa. Với tình trạng micro nha, micro thì mình mở cái ruột bên trong cho anh em xem. Quay ngắn gọn thôi. Hơi cứng. Không có móng tay móc móng ra nữa. Đây cái này là nó xuất một cái miếng chặn giữa có hai cục pin nè, nó xuất ra nên mình lấy keo dán sắt mình dán lại, nó hơi lem nè anh em, nhìn vết trắng trắng là của keo dán sắt này nha. Dán cái miếng này chính giữa lại cho nó vịn lại cái đầu này nè, mình gắn pin vô nó không có chạy lên, cứng ngắc luôn. Nó chỉ có vậy thôi. Mình gắn pin lại mình test cho anh em xem nè. Bật nguồn nha. Này là effect của dàn số nha anh em. Mình thử lại effect của mixer cho anh em nghe nha.
lượt một khe năm sáu lên sáu khe một khe năm sáu lên. Hồi nãy mình quên báo giá bộ Migo. Bộ Migo này là mình thanh lý giá 1.3 triệu nha anh em. 1.3 triệu anh em nào chuyển khoản thì mình bao ship cho anh em luôn nha. Chuyển khoản đủ nha. Rồi mình báo giá luôn cái con quản lý nguồn quanh đầu phiêu luôn nha anh em. Đây là cái quản lý nguồn quanh đầu phiêu. Hàng cao cấp bên Thanh Quy nha anh em. Giá gốc của nó là 1.900.000. Cái này là hàng mới, mình chưa qua sử dụng luôn nha. Hàng đập hộp luôn á. Mình thanh lý lại cho anh em là 1.500.000. Anh em nào nhanh tay alo mình nha. Rồi bye bye anh em nha.